Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm M để hai cái đồ thị này nè, để các trục hành tại 3 điểm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải từng bước một. Bây giờ câu này, chúng ta sẽ đặt x1, x2, x3 chính là ba nghiệm của phương trình này. Thì nó sẽ ra như thế này. Chúng ta sẽ đặt theo trình tự từ trái sang phải. Như vậy chúng ta biết để lập hình một cấp số nhân, chúng ta biết hai số kế bên này nhân cho nhau sẽ bằng bình phương của số ở giữa. Như vậy chúng ta sẽ có công thức x1 nhân x3 sẽ bằng x2 bình phương. Tiếp tục, chúng ta sẽ sử dụng công thức VS. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức VS cho 3 số. Trường hợp đầu tiên chính là x1 cộng x2 cộng x3 chính là bằng trừ b chia cho a. Sau đó chúng ta có x1, x2 cộng x2, x3 cộng x3 với x1 sẽ bằng c chia cho a. Bây giờ đối với phương trình đầu tiên, b chính là trừ 3m, a chính là số 1, c chính là cái cục này, a chính là số 1. Bây giờ chúng ta rút gọn lại thì cái này sẽ là 3m, còn cái này chính là trừ m trừ 1. Chúng ta để ý kỹ, x1, x3 chính là cái cục này. Bây giờ chúng ta đẩy cái cục này vào đây. Sau đó, chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta xuất hiện x2, x2, x2. Chúng ta làm nhân tử chung là x2. Như vậy chúng ta sẽ có x1 cộng x3 cộng x2. Và chúng ta thấy rằng ở đây chính là 3m. Sau đó chúng ta chia hai vế cho 3m. Sau đó chúng ta tiếp tục quay lại công thức này. Nếu chúng ta nhân hai vế cho x2 thì chúng ta có x2 mũ 3. Đây là công thức VS cho 3 số. Ở này cái này chính là trừ c chia a. Chúng ta biết C ở đây chính là trừ 8, A chính là 1. Như vậy chúng ta sẽ có 8 bằng x2 mũ 3. Bây giờ chúng ta đặt căn bậc 3, chúng ta có x2 bằng 2. Như vậy cục này sẽ bằng 2. Như vậy chúng ta tính cái cục này ra. Chúng ta bỏ này qua bên đây, trừ 1 sang bên phải. Sau đó chúng ta thế trừ 1 chia cho 7 này vào đây. Chỗ này bằng 0. Sau đó chúng ta bấm máy tính ra thì nó chỉ ra có một nghiệm, đó chính là x bằng 2. Điều này chứng tỏ là phương trình này không có 3 nghiệm, làm sao để lập thành một cấp số nhân. Như vậy phương trình này sẽ không có. Bây giờ chúng ta sang phương trình thứ 2, chúng ta làm tương tự.
y chang từng bước. Bây giờ mình chỉ cần đổi số thôi. Ở này D nha, nãy giờ bấm 5 á. Cái này D á. Bây giờ chúng ta thế số vô, chúng ta sẽ có như thế này. Bây giờ chúng ta cũng làm tương tự. Mình đổi lại tất cả lại. Dấu trừ, với dấu trừ chúng ta thì chia cho nhau, số này cũng chia cho nhau. D ở trong trường hợp này chính là cái số 8. À, mình thấy dấu trừ, mình quên. Chúng ta thấy cái này bằng với cục này. Như vậy trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn số 2 bỏ vào đây để đi tìm m. Khi x bằng 2 chính là nghiệm của phương trình. Cái này số 0. Bây giờ chúng ta đi tìm m thôi. Khi chúng ta tới vào, nó bằng 0 luôn. Thì có nghĩa là thỏa mãn tất cả m. Nhưng chúng ta nên đặc biệt chú ý về cái cực trị của cái phương trình này. Chúng ta biết để có ba nghiệm cắt lên trên cái trục hoành thì chúng ta phải có hai cực trị. Mà hai cực trị này nó nằm ở hai bên khác nhau thì giống như cái đồ thị. Nó sẽ ra như thế này, một cực trị nằm ở phía dương, một cực trị nằm ở phía âm. Hoặc là ngược lại như thế này. Thì khi đó chúng ta sẽ có 3 điểm phân biệt cắt đến trục hoành. Như vậy mình sẽ xét đến y phẩy của cái phương trình này. Vì cái này số âm thì đồ thị của nó sẽ như thế này. Như vậy cực trị bên đây phải là nhỏ hơn 0. Giá trị cực trị bên đây phải lớn hơn 0. Vậy chúng ta đạo hàm này lên. Bây giờ chúng ta cho cái này bằng 0. Thì cái cục này phải bằng 0. Như vậy, đối với trường hợp này, chúng ta sẽ xét delta của cái phương trình bậc 2. Đó chính là B bình trừ 4 lần AC. B ở đây chính là cái cục này. A chính là trừ 3. C chính là trừ 2 nhân 3M cộng 1. Như vậy, chúng ta bình phương lên thì chúng ta sẽ có là 4 nhân cho
3m cộng 1 tất cả bình phương trừ 4 trừ 3 nhân trừ 2 chúng ta sẽ có trừ 24 nhân 3m cộng 1. Bây giờ chúng ta chỉ cần tách cái này ra. Và cái này chúng ta có là trừ 72 m trừ 24 như vậy cái cục này đó chính là 36 m bình phương 6 nhân 4 là 24 m cộng cho 4. Như vậy chúng ta rút gọn lại thì chúng ta có trừ 48. 4 trừ 24 là trừ 20. Như vậy mình muốn cái cục này phải lớn hơn 0 thì mới có hai cực trị. Như vậy m phải nhỏ hơn trừ 1 chia cho 3 và m phải lớn hơn 5 chia 3. Sau đó chúng ta đi tìm hai cái cực trị của nó. Thì chúng ta sẽ có như sau. X1 bằng trừ B trừ căn delta. Chia cho 2A. Và cái tiếp tục. X2 bây giờ chúng ta có trừ B. B ở đây đó chính là cái cục này. Delta ở đây chính là cái cục này. Hai A, số A là trừ 3. Làm tương tự cho cái số 2. Chúng ta biết ở đây là hệ số âm. Thì vị trí này nhỏ hơn nhất thì nó phải nhỏ hơn 0. Còn vị trí này phải lớn hơn 0. Thì chúng ta thế vào nó sẽ vô cùng phức tạp. Bây giờ mình sẽ quay lại cái phương trình cũ. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng nhân tử chung. Như vậy chúng ta thấy trừ 8 trừ x mũ 3 cộng 8 chúng ta làm nhân tử chung. Và cái này là nhân tử chung chính là 3m cộng 1 nhân x. Thì chúng ta sẽ có là x trừ 2. Ở đây chúng ta tách ra thành 2 mũ 3 trừ x mũ 3. Như vậy chúng ta sẽ có là 2 trừ x với lại 2 bình cộng cho 2x cộng cho x bình phương. Chúng ta thấy có x trừ 2 này là 2 trừ x. Như vậy chúng ta đã dấu trừ ra ngoài. Chúng ta sẽ có 2 trừ x. Chúng ta làm nhân tử chung chính là 2 trừ x. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta rút gọn lại 2x trừ x chính là x. Sau đó chúng ta sẽ cho phương trình này bằng 0. Chúng ta sẽ có một nghiệm đó chính là x bằng 2. Bây giờ muốn có hai điểm phân biệt nữa thì cái phương trình này nè. Chúng ta sẽ set delta luôn. Thì chúng ta sẽ có là b bình trừ 4 lần ac
B ở đây chính là số 1. À, lộn. B ở đây chính là trừ 3m cộng 1. Còn A ở đây chính là số 1. Còn C ở đây chính là số 4. Và chúng ta sẽ cho cục này lớn hơn 0. Thì khi chúng ta tính, chúng ta sẽ có m nhỏ hơn trừ 1 và m lớn hơn 5 chia 3. Như vậy chúng ta sẽ kết hợp cục này và cục này. Và đây là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.